Tôi đang có mặt trên tuyến đường Lê Văn Lương. Đây là một cái tuyến đường dẫn vào trung tâm của thủ đô Hà Nội, luôn trong tình trạng giao thông rất là đông đúc, đặc biệt là vào những giờ tan tầm. Với ý kiến là cấm xe máy thì một câu hỏi được đặt ra đó là liệu xe máy có phải nguyên nhân chính để gây ùn tắc ở tuyến đường này hay không? Trong 2 năm vừa qua thì những người dân ở đây đã quen thuộc với tuyến đường BRT. Trong những giờ cao điểm, giờ tan tầm, nếu có chiếc ô tô nào đỗ ở bên phải hoặc là một chiếc xe buýt nào đấy đang tạt vào thôi để đón khách thì tắc đường đó cũng là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra. Một nguyên nhân nữa đó là mật độ cư dân. 1 km đường ở đây thì có tới hàng chục tòa chung cư và mỗi một tòa này có đến hàng nghìn hộ dân. Và nếu như là quý vị xem trên bản đồ cũng như là thường xuyên đi qua tuyến đường này thì cũng có thể thấy là dọc hai bên đường Lê Văn Lương thì có hàng chục con đường nhỏ cắt ngang sang. Đây cũng là những cái điểm đen khiến cho tình trạng ùn tắc trở nên tệ hơn. Nếu như không thể đi xe máy, nhất là lại vào giờ tan tầm nữa, thì chắc có lẽ là chỉ có cách là đi bộ và kết hợp với các phương tiện công cộng. Bắt taxi thì cũng không thể, bởi vì tuyến đường này lại cấm taxi cũng như là xe hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi lưu thông vào giờ tan tầm. Còn chờ xe buýt nữa, phải đến 15-20 phút. Cuối cùng lại phải đi bộ. Và đương nhiên, đi bộ thì lại rất bất tiện. Đề xuất thì bao giờ cũng có nhiều khó khăn cũng như là nhiều ý kiến trái chiều. Các cơ quan quản lý sẽ phải tìm ra một cái giải pháp nào đấy để thuận tiện nhất cho cuộc sống của người dân.